Hãng thông tấn CNN đã trích dẫn tuyên bố từ thông tấn xã Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, KCNA, ngày 16 tháng 8, thông báo một sự kiện đáng chú ý liên quan đến quân đội Mỹ. Đó là việc một trung sĩ quân đội Mỹ có tên Travis King đã đào tẩu từ Hàn Quốc sang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào trung tuần tháng 7 năm 2023. Theo KCNA, trung sĩ King, một người da đen, đã tuyên bố sẵn sàng xin tị nạn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hoặc một quốc gia thứ ba. Anh ta lý giải quyết định của mình bằng việc cảm thấy bất mãn trước sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ. Tuy trước đó đã có thông tin về việc trung sĩ King đào tẩu đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gia đình của anh đã cầu xin Bình Nhưỡng đối xử nhân đạo với con trai họ. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng rằng việc đưa trung sĩ King trở lại Mỹ an toàn là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, với tình hình căng thẳng ngày càng leo thang giữa hai nước, việc thực hiện mục tiêu này có thể gặp nhiều khó khăn. Bình Nhưỡng đã không đáp lại yêu cầu tiếp cận King từ phía Mỹ ngoại trừ việc gửi một thông điệp xác nhận tới các quan chức Liên Hợp Quốc. Sự việc này đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Các chuyên gia quốc tế nhận định rằng, tình hình ngày càng tiến gần tới ngưỡng căng thẳng bùng nổ mới giữa hai quốc gia. Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã tiếp tục trở nên tồi tệ sau cuộc đàm phán thất bại giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2019. Những diễn biến gần đây cho thấy hai bên đang tiến dần tới giới hạn của cuộc đối đầu căng thẳng mới. Cần nhớ rằng, bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn chưa chấm dứt chiến tranh, mặc dù đã có lệnh đình chiến cách đây 70 năm. Mỹ tiếp tục duy trì một quân số đồn trú nhất định cùng khí tài, vũ khí tại Hàn Quốc dưới lý do bảo vệ đồng minh khỏi mối đe dọa an ninh từ láng giềng. Bình Nhưỡng thường xuyên cáo buộc Washington và Seoul gây căng thẳng qua các cuộc tập trận quân sự và triển khai vũ khí. Tháng 3 năm 2023, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất trong 5 năm qua, mặc dù Bình Nhưỡng đã cảnh báo. Trung tuần tháng 7 năm 2023, tàu ngầm USS Kentucky, tàu ngầm tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân của Hải quân Mỹ, đã tới cảng Busan của Hàn Quốc. Những động thái này không hạ nhiệt không khí trên bán đảo mà khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục trong trạng thái căng thẳng. Ở phía ngược lại, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa nhằm tạo sức mạnh răn đe quân sự trước đe dọa an ninh từ Mỹ và các đồng minh. Năm 2023, họ đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa 3 lần. Năm trước, họ đã phóng thử tên lửa hành trình và đạn đạo hơn 90 lần, thậm chí qua Nhật Bản, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế. Lo ngại rằng họ có thể tiến gần đến việc thử nghiệm hạt nhân tái xuất lần đầu từ năm 2017 đang ngày càng tăng cao. Giới quan sát tiếp tục theo dõi sát sao những bước diễn tiến mới từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó điểm nổi bật là việc ông đã miễn nhiệm ông Park So-in khỏi vị trí Tổng tham mưu trưởng vào ngày 9 tháng 8. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và ông Kim tuyên bố quân đội nước này cần chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến. Hãng tin KCNA ghi nhận rằng, với tình hình hiện tại khi các thế lực thù địch ngày càng thể hiện tư duy đối đầu quân sự với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, quân đội cần có ý chí mạnh mẽ, tác động tích cực và sự sẵn sàng quân sự hoàn hảo hơn bao giờ hết cho một cuộc chiến. Vào ngày 15 tháng 8, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kỷ niệm 78 năm ngày giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai. Chỉ sau 3 ngày, vào ngày 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Camp David trong một cuộc họp thượng đỉnh, tay ba. Khó có thể bỏ qua những chủ đề chính trong cuộc họp này, khi Mỹ đang đẩy mạnh mục tiêu lợi ích trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng tới nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Trong thư, ông Putin viết, ngày này là biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng của những người lính Hồng quân và những người yêu nước Triều Tiên đã đoàn kết chiến đấu để giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản. Đây là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.